Cảm ơn cháu nha. Đây. Cháu có hôm nay có một cái cảm xúc rất là mới bác. Ai quá sao Tại vậy? vì cái lúc mà cháu sáng sớm ấy, cháu dậy sớm mà năm năm rưỡi là cháu đã dậy rồi. Thế cháu bảo thôi điện cho bác để cho bác chủ động, tại vì nhìn thấy bác cũng tôi không ngờ là bác có lộ ra một cái thông tin là cái tình huống là bác lúc đấy bác đang xem cái kênh Đúng kênh rồi, kênh kênh stream của cháu. kênh Vâng, thế YouTube, cháu cảm động quá. đúng rồi, đúng Cháu bảo là tại mình xây dựng lên lại có những cái người mà họ cái giờ đấy là nhiều người còn đang ngủ. Đấy là bác là một trong những cái mà mang lại cho cháu những cái niềm vui, những cảm xúc cho cháu. cảm ơn cháu rồi. Vâng, thế Ê, thì bác cháu mà nghĩ khuyên là cháu là ai? trên cái tinh thần cảm xúc đấy là cháu Ừ. cháu viết luôn mấy cái lời đấy. Đây đây, rất Vâng, cảm và ơn cháu, rất chân cháu tình. Ừ. khẳng định với bác là cái con chim đấy thì nó thành phần nó là hiếm và độc, và chắc chắn Cảm ơn. là bác không phải nghĩ một điều gì cả. Có Ờ. điều là ví dụ như là về bác thì có thể là sớm hay muộn, nghĩa là muộn từ giờ đến cái lúc 1 tháng nữa hoặc là đến hoặc là như nào đấy là nó sẽ Rồi. muộn một cách liên tục luôn. Và cái chim già mô ma thì bác nhìn bác biết rồi, cái chim đấy nó không phải là chim già đâu, nó còn là con chim nó đã gù mái rồi. Bác mà Hoặc khi là vào bà cháu bác cảm động quá đi, không nên nói đâu. vâng Tính bác bà sâu ác cảm lắm. vâng Tiền bạc nó chỉ là cái vật chất nó qua đi thôi, cái tình cảm nó quan trọng. Bác cháu mình chưa cảm gặp của được cháu nhau là nhưng mà cứ điện với nhau là vui rồi. cái lúc đấy là cho cháu 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 rất là có cảm xúc, là cháu phải biết ngay, không là cháu bảo là Đúng rồi. biết luôn lúc này nghĩ nào biết thế. Cảm ơn vợ chồng cháu nhá. Vâng. Bác buổi sáng lúc ra chưa gọi cháu, bác đứng ở chỗ BC ấy, Vâng. ôi đứng 2 tiếng mà mưa chứ cứ thế hả? Vâng. Thì Thế cái lúc hay này cái lúc về về nhà lúc để hôm nay gọi cháu vâng. giờ cháu đang ngủ thì phải. Vâng. Thế bác về bác thả con chim ra chưa? Đây bác thả vào trong lồng rồi. À, bác ngắm nghe, bác thấy nhìn cái đường nước của nó như nào không? Trong này đẹp, Đẹp đúng không? dáng đẹp. Dáng rất, mà đấy là nó còn tơ chim đấy nhá. Nó chưa có hết chim đâu. Được Nó rồi, có hết rồi. chim ra con đấy là nhìn thật ố lắm đấy. Mà giọng cực hay đấy. Con này cũng ngon đấy. Giọng cực hay, Bác nghĩa là nhớ về nó gọi cháu luôn đấy. vâng, thì như 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 cháu nói là con này là bác chỉ có được phép nuôi nhá, và Rồi, ok. cứ nuôi thôi, đừng bao giờ nghĩ một vấn đề gì Trừ hay mà khi cháu bác bán bán, cho ai cả. trừ khi bác chết. Vâng, bác nuôi từ đến cái niềm vui của bác, cháu đã mang tặng cho tất cả cái tình cảm của cháu vào cái con chim đấy dành cho bác. Bác nói thực lòng này này, cái thằng bạn của bác ấy, cái gạo mà bác ở xa về ấy, nó cho bác một bộ quần áo, bây giờ bác hẳn giữ mười mấy năm rồi đấy. Cái vật kỷ niệm nó quan trọng lắm, nó quý lắm, không nói nguyên niệm mua đâu nhá. Bác nói thực lòng nó nhìn nhớ bạn thời nhà bác này, nó không nói dối. Cái gì là chân tình thì mình quý lắm, cái chân tình là quý lắm. Cháu Còn cháu khi cháu viết mấy cái giờ này xong, cháu gửi lên cho vợ cháu thì vợ cháu bác cũng bảo cảm động đấy, bác gai hết cả người này. đó thì bác cháu mình nhấn mạnh bác cháu mình thế nào cũng có ngày gặp nhau. vâng cháu nhấn mạnh là cái đấy là rất là quý giá, tất cả những cái Rồi 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 cháu rồi đã dồn hết đúng mình rồi đúng rồi đúng rồi cái thiện chí của cháu dành cho cái mối quan hệ giữa bác và cháu vào đấy, và có cái Cháu có quý bác thì cháu mới biết những dòng tình cảm như thế này, mà chân thành như thế này. Thế nên bác rất là trân trọng. thế là Thôi cái nào việc của bác bác sẽ có cháu đi. đến với con chim là nó cũng có những cái từ ban đầu đến giờ phút này là cháu cũng thấy là cháu thấy là mang lại được cho bác cái niềm vui, cả bản thân cháu cũng thấy vui bác ạ. Vâng. Cảm ơn cháu. Vâng. Rồi Thế bác sẽ giới thiệu nhiều người đến. Yên vâng. tâm. Vâng. Đấy, thực tế là như thế, đặc biệt là các bác cái cáo buộc là cháu rất nhiều những cái fan hâm mộ, rất nhiều những người đã biết đến cháu. Vâng. 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 Thế là cơ thỉnh thoảng nếu mà Zalo hoặc là mạng hay có vấn đề gì thì Giao lô cháu cùng với Facebook cháu mình đấy. qua lại. Vâng. Thế như thế nhá, bác chúc bác gọi là mạnh khỏe và có niềm hạnh phúc với con chim Cháu đấy vui nhá. vẻ nhá. Vâng. Mạnh khỏe. Vâng, vâng. Vui Và cháu. cháu bác thì thấy khách hàng thoải mái vui mừng nên cháu vui lắm. Bác vui lắm. Vâng, ok bác. Bác thế là Cảm ơn. xin phép cúp máy tại đây nhá. Cảm ơn cháu. Vâng.
Đây là một trong những cái kinh nghiệm mà các bác nuôi chim sinh sản để cho nó làm cho con trống nó giảm căng. Con trống nhiều khi nó căng quá nó sẽ đánh con mái và con mái nó sẽ bỏ ấp. Thì nhiều khi các bạn lên để cho nó gù. Cái việc gù này nó sẽ giảm cái độ sung sinh lý của nó sẽ giảm đi. Không là nó sẽ đánh con mái. Các bạn cứ hay hỏi tại sao là nó đánh, bởi vì là như vậy. Cái sinh lý của nó căng quá đó. Thì trong quá trình nuôi chim cu sinh sản có bất kỳ vấn đề gì anh em có thể alo cho tôi có thể đồng hành cùng các bạn, dù nhiều dù ít tôi cũng sẽ có những cái